là viên một kim cương khổng lồ trị giá đến nửa tỷ đồng. Kẻ trộm kim cương Mai Logan vừa mới nhặt viên kim cương lên, liền bị cảnh sát bao vây chặt cứng. Anh tự biết lần này chắc chắn không thoát được, thế là liền lợi dụng dây thừng trượt sang tòa nhà đang xây đối diện, giấu viên kim cương vào ống thông gió đang thi công, sau đó chủ động ra đầu thú với cảnh sát nhằm giảm án nhiều nhất có thể. Trước khi bị áp giải đi, anh còn nhớ kỹ những chữ trên đường ống. Ống thông gió phía tây tầng 3, bởi vì không có chứng cứ xác thực nên Mai chỉ bị bắt giam 2 năm là được thả rồi. Sau khi ra tù, Mai vui sướng tay múa chân đá, chúc mừng bản thân sắp trở thành tỷ phú rồi, nhưng vừa mới ra tù thì lại rơi vào hố, rõ ràng không phải là một điểm báo tốt. Quả nhiên, đợi đến khi anh đi tới tòa lầu đang thi công năm đó thì ở đây đã biết thành cục cảnh sát rồi. Điều này khiến cho Mai vô cùng chán nản, anh tức giận không ngừng dẫm chân tại chỗ. Y ở đây thật sự là đồn cảnh sát sao? Đương nhiên vậy mà còn phải hỏi sao? Chính vào lúc anh đang không biết phải làm sao mới tốt thì vừa hay nhìn thấy shipper đang đến đây giao đồ ăn. Anh cười lên một điệu cười hèn hạ, trong lòng liền nảy ra một ý tưởng, sau đó chính là như thế này. Thuận lợi đi vào đồn cảnh sát, sau khi xác định tên của tầng 3 xong thì lại vui vẻ mà biến thành như này. Ai ngờ nhân viên cảnh sát đang làm nhiệm vụ nói với anh rằng chỉ có hai loại người có thể lên tầng 3, lại một là kẻ mang còng tay, lại còn lại chính là người mang phù hiệu cảnh sát. Bản thân vừa mới từ trong tù ra, chắc chắn không thể chọn lại một được, xem ra chỉ có thể phát triển theo loại hai thôi. Lúc này vừa hay có một thực tập sinh cảnh sát không biết quẹt thẻ cấm. Lúc cảnh sát đang dạy cho anh ta cách quẹt, Mai nhanh chóng đưa pizza cho anh ta, bảo anh ta giúp mình đưa lên tầng 3, không cho người ta cơ hội từ chối nào mà quay người biến đi luôn. Thẻ vào cửa cũng như thế mà vào tay. Sau đó anh lại tìm tới chú hai của mình, bảo ông ấy làm giả cho mình một bộ tài liệu và giấy tờ của cảnh sát, hơn nữa còn phải là loại nhiều thành tích mới chịu. Còn bản thân thì ở nhà điên cuồng xem phim tội phạm, học hỏi các câu chuyên môn và kiến thức ở trong đó. Ngày hôm sau, Mai ăn bận nghiêm túc đi tới cục cảnh sát, nhưng cửa thang máy vừa mở ra thì ngu người luôn. Bên trong đứng đầy cảnh sát với súng rất bên hông, là một tên trộm, anh ta theo bản năng có chút sợ hãi, nhưng vì viên kim cương vẫn phải gồng bản thân lên. Thấy cảnh sát bên cạnh khoanh tay lên trước ngực, anh cũng học theo y vậy, như vậy cảm thấy tốt hơn nhiều rồi. Đến khi đi tới tầng 3, tìm kiếm ống thông gió ở phía tây, có gì đó sai sai, ở đây là nhà vệ sinh nữ mà. Sau khi xác nhận không có ai, anh nhanh chóng đi vào và tìm kiếm. Ai ngờ lúc này có một phạm nhân bỏ trốn cũng chạy vào đây. Vì không để bản thân bị bại lộ, Mai liền đá một cái khiến cho tên phạm nhân ngất đi. Đợi đến khi cảnh sát thật đi tới, ai nói tội phạm muốn trốn thoát qua đường ống thông gió, nhưng bị tôi kịp thời chặn lại. Vậy cậu là ai? Tôi đương nhiên là cảnh sát rồi, vừa mới được điều tới. Nói xong còn đem phù hiệu của mình ra. Trùng hợp là cục trưởng cũng đang thiếu người, vừa mới nộp đơn bổ sung nhân lực xong nên không có nghi ngờ gì cả. Lại nhìn thấy tài liệu của Mai giỏi giang như vậy, cục trưởng lập tức bảo anh cùng Carson đi điều tra các vụ án. Bản thân chỉ là một tên trộm, sao mà làm nổi việc của cảnh sát chứ? Anh liền vội vã nói rằng bản thân vừa mới tới còn chưa thích ứng được, hy vọng có thể ở lại làm việc trong văn phòng, nhưng cuối cùng vẫn bị Carson lôi ra ngoài. Không ngờ hiện trường xảy ra vụ án lại vừa hay là một vụ trộm cắp. Điều này khiến cho kinh nghiệm nhiều năm trộm cắp của Mai trở nên hữu dụng. Ông chủ nói bản thân hôm qua vừa mới đặt trục bánh xe lên trên cái kệ này, kết quả đến sáng ngày hôm nay thì không thấy đâu nữa. Tên trộm chắc chắn đã đập vỡ cửa sổ, sau đó đi vào từ đường này rồi trộm trục bánh xe đi. Nhưng Mai lại không nghĩ vậy, anh nói nếu như là mình thì chắc chắn sẽ không đi vào từ đó. Anh sẽ đi vào từ trần nhà, phá hủy hệ thống báo động từ trên cao, sau đó mở cửa từ bên trong ra, sau đó lái xe tải vào và kéo mấy cái trục bánh xe đi. Chờ đã, đó không phải là một chiếc xe tải sao? Mai lập tức hiểu ra, anh đi tới chỉ cần dùng một thanh thép đã có thể mở được khóa ra. Quả nhiên ông già này đã tự ăn trộm, ngày đầu tiên đi làm đã dễ dàng phá được một vụ án trộm cắp. Carson lập tức bái phục anh, còn chủ động đem chìa khóa cho anh để anh lái. Mai cũng không khách sáo, nhận lấy chìa khóa xe là bắt đầu trổ tài, kết quả thành như này. Cuối cùng cũng có ngày chạy xe quá tốc độ mà không bị phạt. Vậy thì phải hưởng thụ thêm vài vòng nữa mới đã. Nhưng điều này dọa Carson sợ chết khiếp, phía trước có xe hỏng giữa đường, anh liền phanh gấp một cái. Này, tôi là cảnh sát, mau di chuyển cái xe nát của anh sang bên đi, nếu không tôi sẽ dùng súng bắn vào mông anh đấy, dọa cho người ta sợ đến mức chỉ còn biết không màng hỏng hóc. Nhanh chóng di chuyển xe đi. Khi đi qua một cửa hàng tiện lợi, Mai liền muốn mua một ít đồ, anh ngờ lại gặp phải cướp. Anh vốn muốn trốn sau cái ăn chút snack, xem như không có chuyện gì xảy ra, nhưng Carson ở bên ngoài không ngừng gọi anh, hết cách anh chỉ đành bất chấp khó khăn đối đầu với tên cướp. Đợi tên cướp quay đầu lại, Mai lập tức ngớ người, tên cướp vậy mà lại là em trai của mình. Thấy Carson đã xông vào bên trong rồi, anh liền một bên giả vờ đang bắt giữ kẻ cướp, một bên bảo em trai chạy thoát ra đường cửa sau đi. Không ngờ tên ngốc này ra ngoài không có mang não, lại chạy thẳng vào một ngõ cụt, em trai không còn đường lui chỉ đành trốn sau thùng rác, bắt đầu không ngừng gọi tên thật của Mai để cầu cứu, khiến cho cảnh sát vừa đi tới đều bối rối. Hắn gọi ai vậy, tôi cũng đâu có biết. Thấy việc sắp bại lộ rồi, Mai lập tức cởi áo ngoài ra, sau đó từ từ bước ra. Sau một hồi trả giá, cuối cùng chốt cái giá $2,000 để thuyết phục em trai cho mình bắt giữ. Màn này lại càng khiến Carson kinh ngạc hơn, lợi hại vậy. Quay về đồn, Carson bắt đầu khoe hành động anh hùng của Mai ở khắp nơi, mà không biết rằng tất cả đều là màn kịch của Mai và em trai dựng ra. Nhưng cục trưởng lại cho rằng đây đều là thật, còn thăng chức cho anh thành đội trưởng. Nhưng Mai chẳng hề quan tâm đến mấy thứ này, bây giờ anh chỉ muốn nhanh chóng lấy được viên kim cương. Không dễ dàng gì mới tìm được vị trí ban đầu của viên kim cương, kết quả viên kim cương đã biết mất không còn tăm hơi rồi, chết tiệt. Sau đó hỏi thăm từ đồng nghiệp mới biết rằng một thời gian trước đường ống ở đây bị dỉ nước nên đã cuốn viên kim cương đi luôn rồi. Thế là anh đã mua một cái máy kéo điều khiển từ xa bỏ vào trong đường ống, lắp máy quay lên kính râm, bắt đầu tìm kiếm men theo đường ống, cuối cùng cũng đã tìm được vị trí của viên kim cương, chính là trên ống thông gió của phòng vật chứng. Khi anh đang nghĩ cách làm thế nào để vào bên trong thì cục trưởng đột nhiên lại vội vã đi tới tìm anh, nói rằng đã phát hiện ra lô đồ của nhập lậu ở sân bay, bảo anh nhanh chóng đến đó điều tra, không còn cách nào Mai lại buộc phải làm cảnh sát một lần nữa. Nhưng đến khi anh đến hiện trường mới phát hiện ở đây đã được FBI toàn quyền tiếp quản rồi, chỉ để bọn họ đến đây giữ trật tự xung quanh mà thôi. Rất rõ ràng là sợ họ sẽ cướp mất công lao của mình. Mai tức giận liền đưa cấp dưới rời khỏi đó luôn. Trên đường Mai nói với đồng nghiệp rằng bọn FBI này chẳng hiểu gì cả, đây không đơn giản chỉ là một vụ buôn lậu đồ cổ đâu, mà là một vụ buôn lậu ma túy. Bọn chúng lợi dụng đống đồ cổ hư hỏng để thu hút sự chú ý của cảnh sát,
Trên thực tế thì ma túy đã sớm được vận chuyển bằng con đường khác rồi. Đồng nghiệp tò mò hỏi sao anh biết chuyện đó. Mai vội vã nói dối là mình đã từng tiếp nhận vụ như thế này rồi. Đây là thủ thuật cũ của bọn buôn bán ma túy. Nghe thấy vậy, Carson lập tức gọi cứu trợ trên không. Dưới sự giúp đỡ của trực thăng, bọn họ rất nhanh đã phát hiện ra một chiếc xe khả nghi. Sau khi biết được vị trí của chiếc xe, Carson lập tức tăng tốc đuổi theo. Nhân lúc chiếc xe đang chờ đèn đỏ, bọn họ đã mở thùng xe ra kiểm tra. Bên trong quả nhiên có hai tên buôn ma túy đang ở trong. Cứ như thế, Mai đã sử dụng tư duy tội phạm của mình để xử lý một vụ án lớn khác. Anh vốn muốn nhân cơ hội đăng ký bằng chứng để đi phòng chứng cứ lấy viên kim cương, nhưng cục trưởng lại nói rằng anh phải đi thẩm vấn tội phạm. Nếu như anh có thể khiến hắn mở miệng, thì sau này sẽ cho anh tùy ý ra vào phòng chứng cứ thỏa thích. Mai nghe xong thì ngớ người. Trong đồn cảnh sát cũng đâu phải có mình tôi, tại sao cứ bắt tôi phải đi vậy? Nhưng vì để lấy được viên kim cương, anh cũng không thể từ chối. Thế là anh đã trút hết sự tức giận lên tên tội phạm. Đầu tiên là chỉnh đốn anh ta một trận, sau đó lại nhét đầu anh ta vào cửa, khiến cho đồng nghiệp nhìn đã con mắt. Cậu đã từng nhìn thấy những động tác ghê gớm thế này chưa? Chưa từng, đây chắc là huấn luyện chuyên nghiệp của lực lượng đặc biệt. À thì ra là vậy, tội phạm bị tra tấn đến mức khai ra hết mọi thứ. Anh cũng thuận lợi vào được phòng chứng cứ. Lô ma túy được tịch thu vừa hay lại được đặt ở dưới ống thông gió. Anh đứng lên đống ma túy, duỗi tay lên mò mẫm, rất nhanh đã sờ được viên kim cương, khiến cho Mai kích động không thôi. Sau bao khó khăn cuối cùng cũng đã cầm được viên kim cương trên tay. Đang tính hôn nó một cái thì đột nhiên cục trưởng lại hét gọi anh, dọa cho anh trực tiếp làm rơi viên kim cương xuống đống ma túy luôn. Thì ra là FBI lại đến giành công, nói phải đem đống ma túy này đi. Dựa vào cái gì chứ? Đây là do chúng ta thu được mà, dựa vào việc chúng ta không đủ sức chọc đến họ. Mai muốn moi viên kim cương ra nhưng lại sợ bị cục trưởng phát hiện, nhưng chóng mắt ngồi nhìn viên kim cương bị đưa đi không phải là tính cách của anh. Thế là anh nghĩ ra một ý tưởng, sao chúng ta không sử dụng số ma túy này để làm mồi nhử, để bắt được tên trùm ở phía sau. Vậy cậu có nguyện ý đưa số ma túy này đến nơi nằm vùng không? Mai không muốn cũng không được. Cứ như thế, Mai từ giả làm cảnh sát lại biến thành tội phạm buôn ma túy. Không biết rằng sớm đã có người nhắm đến mình rồi. Người này tên là Deacon, từng là đồng bọn của Mai. Năm đó khi Mai đi trộm viên kim cương, anh ta vì muốn phần nhiều hơn nên đã bắn chết một đồng đội khác ở sau lưng Mai. Đồng bọn rơi từ trên lầu xuống vừa hay trúng vào xe cảnh sát, vì thế mới thu hút sự chú ý của cảnh sát. Quay về bên này, lúc này Mai đã đi tới địa điểm giao dịch ma túy rồi. Nhân lúc đối phương còn chưa tới lẻn vào trong thùng xe, sau đó lấy viên kim cương đi, nhưng anh còn chưa kịp vui mừng thì Deacon đã cầm theo súng đi vào khống chế anh rồi. Deacon lập tức giành lấy viên kim cương, lúc đang muốn bắn chết anh thì thùng hàng đột nhiên bị một cục nam châm lớn kéo lên. Thì ra là bọn buôn ma túy sợ người khác phát hiện nên mới dùng cần cầu cẩu xe vào sâu bên trong nhà kho. Chiếc xe vừa chạm đất, Deacon lập tức bị chĩa súng vào và tước lấy vũ khí. Vì để giữ mạng, anh ta đã nói với bọn buôn ma túy rằng Mai chính là nội gián do cảnh sát phái tới. Mai vội vã giải thích, tôi không phải là cảnh sát, thật ra tôi là một sát nhân. Anh xem động tác tôi đánh người điêu luyện chưa này, tôi đã đánh anh ta chảy máu luôn rồi, bọn chúng làm sao có thể tin anh dễ dàng như vậy chứ. Chúng lập tức lấy một khẩu súng ra rồi đưa cho Mai, bảo anh nổ súng về phía Deacon để chứng minh. Đối mặt với kẻ đã phản bội mình, Mai không hề do dự, trực tiếp bắn một phát về phía Deacon luôn. Ai ngờ bọn buôn ma túy lại nhét thêm một viên đạn nữa. Ý của tao là bảo mày giết chết nó để chứng minh mình không phải là cảnh sát. Lúc này Mai do dự rồi, nếu như anh giết chết Deacon thì không phải đã trở thành tội phạm giết người rồi sao? Thấy thân phận sắp bại lộ rồi, cũng may là lúc này cảnh sát đã kịp thời xông vào. Tất cả mọi người đều hoảng loạn bỏ chạy, chỉ có Mai đuổi theo Deacon mãi không buông. Chỉ cần cậu đưa viên kim cương cho tôi, hôm nay tôi sẽ thả cậu đi. Khi hai người đang đối đầu, Mai đột nhiên phát hiện có một tên buôn ma túy đang cầm súng chạy ra sau Carson muốn giết chết anh ta. Thấy Carson gặp nguy hiểm, anh chỉ có thể bỏ qua viên kim cương để đi tới đẩy Carson xuống, giúp Carson giữ được cái mạng. Nhưng chính vì sự chậm trễ này, Deacon đã lái xe bỏ chạy rồi. Mai nhìn thấy vậy liền vội vã đuổi theo chiếc xe. Đợi đến khi anh chật vật trèo vào được trong xe thì Deacon đã lái xe đến biên giới Mexico rồi. Thấy Deacon sắp vượt qua trạm kiểm soát, Mai không còn cách nào, chỉ đành nhảy xuống. Những chiếc xe cảnh sát đi theo phía sau đều dừng lại, mấy người nhanh đuổi theo đi, còn chờ gì nữa. Không được, chúng ta không có quyền vượt qua ranh giới hai nước. Quyền cái con khỉ, anh không đi được phải không? Vậy thì nhìn thôi đây này. Nói xong anh liền lái xe cảnh sát đuổi theo. Anh vốn muốn nổ súng về phía Deacon, nhưng trong súng chỉ còn một viên đạn nữa thôi. Thế là anh liền tìm một cái súng bắn pháo sáng ở trong xe, sau đó bắn thẳng vào cái lỗ trên xe của Deacon. Trong xe lập tức khói bay nghi ngút, không nhìn thấy gì nữa. Sau đó Mai điều chỉnh góc độ của chiếc xe cảnh sát, rồi phanh gấp một cái, trực tiếp khiến cho xe của Deacon lật tung. Đợi Deacon bò từ trong xe ra, hai người lại đối đầu. Mai nói bây giờ cậu chỉ có hai con đường có thể đi, một là trả lại viên kim cương rồi tôi sẽ thả cậu đi, hai là chờ cảnh sát đến bắt cậu đi. Thấy cảnh sát của Mexico gấp đến tới nơi rồi, Deacon có hơi do dự. Mai nắm bắt cơ hội đá cho anh ta một cái, sau đó lấy còng tay ra còng anh ta lên xe, rồi lấy viên kim cương quay người rời đi. Deacon còn muốn lấy khẩu súng ở phía sau lưng ra giết chết Mai, nhưng không ngờ tất cả đều nằm trong dự liệu của Mai. Một giây trước khi Deacon nổ súng, Mai đã quay người lại xử đẹp anh ta rồi. Như thế không những danh chính ngôn thuận diệt trừ kẻ phản bội, còn không ai có thể biết được bí mật về viên kim cương. Đúng là một mũi tên trúng hai con chim. Nhưng điều khiến anh không ngờ tới là Carson đột nhiên chạy tới gọi anh lại, nói mình sớm đã biết thân phận thật sự của anh rồi. Điều này dọa cho Mai một phen, còn tưởng rằng Carson và đồng nghiệp đến để bắt anh. Nhưng Carson lại nói rằng, nhưng chúng tôi không thể hành động, bởi vì anh đã vượt qua biên giới rồi, chúng tôi không có quyền xuyên biên giới để bắt người. Mai lập tức trở nên vui mừng, nói rằng bản thân rất thích cái thứ gọi là quyền này. Cuối câu chuyện, hai người tâm đầu ý hợp muốn ôm nhau chia tay, nhưng lại nghĩ như thế sẽ phá hỏng quy tắc, thế là hai người bắt tay nhau một cái. Sau khi tạm biệt nhau, Mai cầm ra viên kim cương trị giá nửa tỷ, vui vẻ chạy về phía Mexico, quyết định rửa tay ghét kiếm đi làm những chuyện có ý nghĩa hơn.